アントニオ・プライス。Antonio đi ra ngoài nhưng trọng tài không cất còi. Antonio Bryce, chúng ta đã thua rồi. Trời ơi, chúng bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời. Bryce đẩy vào cho Chanatip Jarawan. Số là 19-14 và còn 37 giây. Rất lắt léo. Và hai điểm mang về chiến thắng. Điểm trợ đến từ một cầu thủ của Thái Lan, nhưng sau đó Christian Dujan vẫn chưa tận dụng một cơ hội lên rổ. Antonio Price quá nhanh đến từ Price. Băng đi một quãng đã thấy anh ở có điểm trợ tốt. Vậy thì các cầu thủ của Thái Lan họ sẽ chậm lại vì họ muốn tận dụng tốc độ này đến từ Antonio Price. Qua Christian Dujan đọc tình huống cực kỳ nhanh. Antonio Price thậm chí quan 4 người và có lỗi. Lỗi thuộc về tâm định. Một tình huống turnaround mẫu mực của Christian Dujan. Bù lắm để ném đi 2 điểm. Khoảng cách bây giờ lại là con số 4. Ném 3 điểm. Christian G sẽ kéo không gian nhiều ra, đó là những gì mà cần phải làm khi Chanatip đã ra ngoài sân. Nhưng cũng như anh Đức đã nói, mỗi khi chúng ta có cơ hội thì đội tuyển Dev Winshare, tức là khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng như là đóng góp chiến thắng trên phương diện phòng thủ, thì rõ ràng Chanatip ra chắn rồi. Câu chuyện mà để hạn chế được Antonio Price vốn vẫn luôn là bài toán khó ra. Chạm rất mạnh đến từ cả hai. Morgan cắt bóng được đến từ Morgan, chính xác hơn.
Deep Jagrawan, và đây là bóng trong tay của Antonio Price. Tốc độ đến từ Price rất khó khăn để có thể kèm Price 4-1. 6 phút 15 giây là khoảng thời gian còn lại hiệp thứ 3. Tốc độ đến từ Price xoay người rất khó khăn để có thể kèm Price. Cầu thủ có kỹ năng đôi giày tạo ra sự linh hoạt rất lớn. Đột phá đến từ Price qua người là rất đơn giản đến từ Price. Với tốc độ của cầu thủ mà tôi vừa kể tên có thể theo kèm Antonio Price. Anh chấm đến từ một cố gắng đánh end one như thế này, có điểm dành cho Antonio Price. Có thể một vài điểm phạt. Và bên phía Indonesia có 47% tỷ lệ ghi điểm ở cự ly 2 điểm. Đây là Antonio Price đã cầu được cho con tù Brandon lên trên cơ. Và Antonio Price. Trong đó thì đội tuyển Philippines thì vẫn là Aguila đang ở trong sân. Vừa có một pha úp rổ rất rung mạnh mang về điểm số thứ 15 cho Philippines. Antonio Price, qua được người rồi. Rất khéo léo và có 2 điểm.